Xin chào các bác nhá. Các bác ơi, nhà bác mình có nuôi một đôi cô gái nè các bác. Cô gái rừng nha các bác nha. Hôm nay em sang đây chơi em thấy một đôi cô gái này. Đẹp không các bác? Có một đôi luôn nhá. Một con trống và một con mái đây các bác. Cô gái này gái hay lắm. Bác nào biết chơi, thích chơi ấy, thì mới biết. Em thì cũng cho anh mình nuôi chơi thôi mà. Bác nào thích thì bảo anh nhé, em để lại cho nhá. Nuôi chỉ nuôi ở nhà sàn như này thôi, nuôi dưới gầm sàn đấy các bác. Đây, nhà sàn ở trên. Con này chắc con trống đấy các bác. Có một đôi mà, một con ở trong này các bác. Đây này, một con nó đang ngủ hay đang ấp trứng đấy các bác. Sang đây xem nào. À, nuôi này chắc nó đẻ trứng nha các bác nhỉ, một đôi ấy. Bác nào thích thì liên hệ em nhá, để em bảo anh em để lại cho nhá. Gái hay lắm, hồi trước em nuôi mà. Nhưng nuôi cũng chán này, không muốn nuôi nữa. Bác nào thích chơi thì mới biết thôi các bác. Cô gái này, cô gái rừng rừng nha các bác nhá. Thôi em xin chào các bác đây nhá.